dùng đăng ký xe photo công chứng khi lái xe được không? Theo quy định hiện hành, phương tiện đủ điều kiện lưu thông tham gia giao thông đều phải có đầy đủ giấy tờ bản chính do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Giấy tờ phải phù hợp với loại xe đang điều khiển và còn hiệu lực. Người điều khiển không thể sử dụng giấy tờ photo, kể cả photo có công chứng hay chính xác là bản sao chứng thực giấy tờ xe. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được sử dụng bản sao chứng thực giấy đăng ký xe kèm bản gốc giấy biên nhận của tổ chức tín dụng còn hiệu lực, thay cho bản chính giấy đăng ký xe trong thời gian tổ chức tín dụng giữ bản chính giấy đăng ký xe. Theo đó, trong trường hợp xe vay mua trả góp của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng đang giữ bản chính giấy đăng ký xe nhằm bảo đảm nghĩa vụ dân sự, thế chấp, mua trả góp, thì chủ phương tiện khi tham gia giao thông có thể sử dụng bản sao chứng thực có giấy ngân hàng trên giấy đăng ký xe của mình. Lưu ý, khi tham gia giao thông, người điều khiển phải mang theo cả bản gốc giấy biên nhận còn hiệu lực của tổ chức tín dụng để tránh bị xử phạt. Như vậy, trong trường hợp xe vay mua trả góp, ngân hàng giữ giấy đăng ký xe, người điều khiển phương tiện vẫn được mang bản photo công chứng có dấu đỏ của ngân hàng.